Chào cả nhà đã đến với kênh Chính Vlog. Hôm nay Chính Vlog nấu món này. Đây là con gà, con cá điêu hồng nấu canh chua, cá điêu hồng nấu canh chua thơm, bạc hà giá, gà nấu nấm. Đây con gà ký 7-50, nấu gồm có nấm tôm cô, củ cải đỏ, táo tàu với linh chi, bắp non. Đây là dây đầu nấu canh chua thơm, bạc hà giá, cà chua. Đây bao tử, khìa, nước mắm, tỏi. Bây giờ mình cái này là mình trụng cho nó săn, rồi mình đem vô mình chà nha cả nhà. Đó, xong mình khìa được mắm tỏi nha, bao tử trụng cho nó săn đây, mình đem rửa mình chà, mình đổ ra mình chà nha. Đây bao tử nè cả nhà, mình lấy chanh mình chà nha. Dùng bớt sang sạch hết rồi cả nhà. Giờ mình đem thôi, mình rửa cho nó dài ba nước nữa. Xong sạch sẽ ngon ghê cả nhà. Bà tưởng mình làm sạch rồi, nửa muỗng tỏi băm, nửa muỗng hành tím băm, mình vây cho nó thơm. Nó cũng thơm rồi đó cả nhà. Giờ mình đổ bao tử vô nha. Đây bao tử. Một chiếc hẹn nước mắm tỏi nha. Một muỗng béo bột ngọt nha cả nhà. Hai muỗng đường, hai muỗng cà phê đường, 5 muỗng canh nước mắm nha các bạn. 1 2 3 4 5. Mình phê cho nó săn nha, khô nó sạch luôn các bạn. Bao tử, khìa, nước mắm tỏi cho nửa muỗng bột nêm canh, một muỗng ớt bột, ớt khô đó nè. Thank you.
Bây giờ mình để đây. Gà nóng núm nha cả nhà. Gà da giòn này nó nấu nó cũng lâu, chín cắt nhỏ nhỏ. Gà này nó đẻ nó dai. Tôi có bỏ ngoài xe không? Lấy xe chú đi đi. Gà nấu nấm tâm cơ, nấm dơm. Đây trứng nữa nè cả nhà. Cái này là cái dầu trường, cái này là trứng non. Nghe là nó sắp bẻ nữa. Trứng nữa nè. Hai cái này lát mình bỏ vô sau để bẻ uổng rồi. Trứng non. Trứng này sắp đẻ rồi. Quá ngon, ở đây nè. Xong. Giữa lên cái miếng ớt nha. Tôi tử quá đẹp, quá ngon luôn. Cho vô một muỗng tương ớt nha. Biết tương ớt nha cả nhà. Một muỗng canh tương ớt. Cho nó đẹp, cho nó ngon, cho nó giòn nha cả nhà. Đó, cái này là đã chín rồi đó nha. Miếng này vừa ăn rồi. Ok, rất là đó. Nửa muỗng bột nêm canh. Nó muốn hai muỗng bột ngọt, muỗng cà phê bé, hai muỗng canh nước mắm nữa nha. Một, hai, một muỗng cà phê đường. Giờ mình sóc cho nó đều. Nửa muỗng hành tím băm. Nửa muỗng tỏi băm. Sóc cho nó đều nha. Đây này khoảng 15-20 phút rồi mình nấu. Hai muỗng cho mình. Cá mình lăn qua lăn lại cho xong. Thả vô canh chua. Cá mình chiên sơ như thế này, cá điêu hồng. Cho nó xong cắt cá. Cá điêu hồng này thứ hai đó nè. Giờ mình để cá nó săn là mình để đây. Quay qua mình bầm thơm. Thơm mình xem trước khi mình nấu nó ngon hơn nha. Quá ngon. Cái hồng thịt nó ăn ngọt ngon lắm nha.
Rồi cái dầu này mình phi tỏi mình bỏ thơm vô nha. Bốn con cá bỏ vô muốn bít cái nào vô. Phi tỏi bỏ thơm vô. Nửa muỗng canh tỏi mình phi cho nó thơm nha. Tỏi thơm mà mình đổ thơm vô. Cho nửa muỗng bột nêm canh. Một muỗng đường. Muỗng đường. Một ít bột ngọt. Đây thơm sơn chín. Mua đồ nêm bánh chua muốn cho đồ nêm. Đây cà chua bạc hà. Mình cắt xong rồi giá. Mua đồ bánh chua mà nó không cho đồ nêm sao ra nồi bánh chua. Bây giờ mình bỏ thơm như trước. Mình vớt bột nha cả nhà. Giờ mình bỏ cà chua với bạc hà vô. Canh chua này dễ ăn cả nhà. Mình nêm cho nó hồi nãy mình. Bây giờ mình nêm canh chua nha. Một muỗng cà phê muối. Một muỗng bột nêm canh. Canh chua thì mình nêm bột ngọt ít. Một phần bột ngọt. Hai muỗng đường mình nêm đường phèn nha cả nhà. Hai muỗng đường phèn. Bạc hà này nó cũng mau chín lắm. Thêm miếng đường nữa là ok. Hai muỗng đường nữa nha. Một ít nước mắm. Bây giờ mình nêm đều canh chua nha cả nhà. Bỏ giá vô luôn. Canh chua mình nhắc xuống mình bỏ giá vô nha. Bỏ một lượt là vô là giá nó mềm, nó lạc canh chua nó ngon. Đây đồ nêm canh chua. Nêm lại cái nó cho đậm đà nha cả nhà.
canh chua cá đeo hành, giá bạc hà thơm. Chua này hơi bị ngon nha. Cho miếng nước mắm nữa cả nhà. Giờ mình cho một trái ớt vô. Canh chua mà nó không có ớt thì nó không ngon. Cho cái ớt vô nha. Mấy lát, để lát cho nội ăn được. 5 lát thôi. Thành công là canh chua đó cả nhà. Quá ngon. Giờ mình bắt lửa là mình khi tỏi, gà. Gà nãy giờ mình ớt cũng hơn nửa tiếng rồi đó cả nhà. Giờ mình phi tỏi, bỏ gà cho mình trụng cho nó săn, thì cho nó săn gà. Cái này trước thì sau bỏ muối, cái nước vô ngâm. Mình bỏ mỡ, mình bỏ dầu vô nha. Đây phi tỏi. Mình nâng nền ốp gạch lại, nay coi như mình làm nhà mới rồi cả nhà. Bữa giờ mình tản cư nấu bên Tân Mỹ nhà em Út. Bữa nay mình về nơi cư ngụ của mình nấu nha. Về nhà cửa cũng sạch sẽ cao ráo, quá mừng luôn. Nước cái mùa nước ngập hay lội tới đầu gối cả nhà, khổ quá. Nay làm được mừng quá cả nhà. Giờ mình khè gà cho nó săn nha. Mình tăng tóc lên cho nó lửa cao cho nó săn gà. Cái mình chế nước dừa vô. Con gà này 1,7 kg đó cả nhà. Gà nó cũng sắp săn rồi nè cả nhà. Mình nấu với từ nó lẻ lắm. Giờ mình chế nước dừa vô nha. Cho vô hết nước dừa luôn. Giờ mình để đây cho nó sôi đi nha. Giờ mình quay là mình làm cái này. Mình thao thủ nha cả nhà. Mình chín đó chứ. Giờ mình ngâm muối nha. Đây nấm ngâm muối nè bé. Đây mình ngâm bắt đầu nấm dơm. Nấm dơm sắc xong rồi. Giờ mình ngâm muối, nấm dơm với nấm bào ngư cả nhà. Người ta còn gọi là nấm mỡ đó. Giờ mình nấu hai nấm, à, nấm dơm một cái nào nhỏ thì ta để nguyên anh em quất sách đâu luôn. Thấy bự quá. Bự nấu teo chi. Giờ mình cỏ táo giờ mình ngâm luôn. Cho cái dao ấy rồi, cho cái dao ấy cho dao bầu. Rửa luôn. Cái này là linh chi nè cả nhà. Mình rửa sạch cho rồi mở cho mình nấu luôn. Đây 100g táo tàu. Cái gì con? Cái này mỏng hay được quá. Ừ. Trời ơi, uống đi.
Nấm dơm, nấm bột ngô. Đúng mà hai cái luôn. Miệng nâu ghê. Giờ mình cắt củ cải. Con chừng đổ đó, nhìn ra đường này nè, cầm lại đâu này là uống, lại con bỏ. Ở trên đường mới được rồi. Cái đá nó già nó chém tao quá trời. Cái này là cái sao? Nó cắt cổ nó chết phải chỗ. Được rồi. Đó. Hồi bữa ông Nguyễn Tư cũng có một hàng đó. Cái con nhỏ đó nè. Con nhỏ đó cổ nó cái nó bỏ con nó lại. Giờ này con ăn vậy em. Lát sẽ con cơm đậu. Đây nè cái nhà. Quá đẹp luôn. Giờ nó sâu rồi mình vớt bọt rồi. Vớt bọt bỏ củ cải vô. Giờ mình vớt bọt vô củ cải vô nè. Cải tàu tàu. Linh chi luôn, bỏ linh chi vô luôn. Giờ mình bắt bếp lên mình xào nấm nha. Giờ dầu sôi cái mình bỏ nấm vô nha. Phi tỏi cho nó thơm nha cái nè. Xong mình bỏ nấm vô mình xào. Vớt bọt nữa nha cả nhà. Món này ai muốn ăn cơm ăn, muốn ăn bánh mì ăn, muốn ăn bún ăn nha. Gà nấu nấm. Cho tỏi nó thơm mình đổ nấm vô mình xào nha. Đây. Nấm dơm, nấm bồng ngô. Cho một ít bột nêm nha. Nửa muỗng bột nêm canh. Một muỗng bột ngọt. Nửa muỗng chứ không có muỗng. Một ít muối. Một phần muối nữa cả nhà. Cho nấm nó thấm vào gia vị mình đổ vô mình nấu luôn. Vớt bọt. Trứng no, cái trứng sắp đẻ nè cả nhà. Mình nếm cho nó vừa nha. Cho một nửa muỗng muối nha cả nhà. Nửa muỗng muối. Mình giảm lửa bớt nha, sôi quá. Nấm xào cho thấm rồi mình đổ vô. Nấm cũng đã thấm rồi nè cả nhà. Giờ mình đổ nấm vô luôn.
Nè bà thử nè. Rêm mắm tỏi. Không cả nhà. Gà này nó dai dai giòn giòn ngon lắm. Quá ngon. Quá xuất sắc cả nhà ơi. Giờ mình nếm lên cái nó nha. Ok rồi đó cả nhà. Mình đã thành công 3 món rồi cả nhà. Chào cả nhà ăn cơm cùng gia đình nha. Bữa nay mình ăn canh chua cá nấu hồng nấu thơm bạc hà giá. Gà nấu nấm. Nấm tôm cô, nấm dơm. Ok đã có. Bao thử thì nó bấm tỏi. Bao thử dầu ngon lắm cả nhà. Ăn thử miếng này. Tới công chuyện luôn. Giòn.
làm mới làm, cái làm nhiêu đó, ăn 10 lon cũng đủ rồi. Mua sinh nhật của hơi có một bông quá. Mình nói tối mua thịt quay, gà nướng nữa, bánh kem nữa. Mấy ơi, cái nhà hẹn clip sau nha. Cả nhà thấy ngon thì cho em một like và đăng ký kênh Chính Vlog nha. Chào nhà luôn nha. Nhà vui vẻ, sức khỏe thật nhiều nha.